Alo. Ừ, thầy đây. Sao nghe bé thế? Sao mà máy để thế nào mà nghe bé bé? Mở to loa lên, bạn chỉnh mic to lên. Rồi. Thầy là phải nghe sát mới nghe được. Đọc. Ừ. Máy bé à? Dạ vâng, máy nó kêu bé ạ. Đọc cho thầy ngày tháng năm sinh giờ sinh. Cháu sinh ngày Thái Dương đúng không ạ? Ngày Dương. Vâng, ngày 18 tháng 10 ạ, năm 1993. Mấy giờ? Lúc 5:25 sáng ạ. Rồi, lá số của cháu là mệnh vô chính diệu đấy. Dạ vâng. À, biết xem tử vi chưa? À không, cháu cháu chỉ biết là một số đó, cháu không biết xem tử vi mấy á. Thế à? Vâng. Mệnh vô chính diệu này, mã số này giống Khổng Minh ghê. Có văn xương văn khúc tài mệnh này là giỏi lắm đây. Văn võ, văn rồi nghệ sĩ, nghệ thuật tốt. Có sao điếu khách ở mệnh là ăn nói siêu phàm đấy. Không ạ, cháu cũng không phải ăn nói vậy. À, xem các cung nào. Nhất là cung mệnh rất là giỏi nhá. Vô chính diệu là có đào hồng đóng, là cái hỷ thần văn xương khúc chiếu mệnh này. Có hóa quyền nằm cung tài bạch chiếu với cung mệnh, nên là người sau này có quyền lực nhá. Có sao thiên khôi nằm cung tài bạch nên kiếm tiền rất là đẹp, rất là tốt. Nhờ việc tư vấn rồi trí tuệ của mình để kiếm được tiền rất là tốt. Thân cư thiên di nên là số sau này dễ sống ở nước ngoài hơn là Việt Nam, hoặc là sống xa nhà nhá. Cháu cung thân rất là đẹp và có khó khoa nên là có số đi nước ngoài học, đi chưa? Rồi, sẽ được đi nhá. Cố gắng lên, có số đi nước ngoài học tập đấy. Ờ. Cung thân sau này cháu giàu lắm, bởi vì cung thân nhị hợp với vũ khúc thiên phủ, lại có lộc tồn tả hữu nữa, sau này giàu có cực kỳ. Điền trạch đất cát sau này còn chơi ở buôn cả đất nữa nhá. Sau này năm nay đang ít tuổi lắm, mới có 24 tuổi thôi. Điền đẹp, có tuần đóng đấy nhưng sau này mới đẹp. Tuần đóng vào cung đấy lại đẹp nhá. Ừ. Cung con thì thôi tuyệt vời, tử vi thiên tướng sinh ra toàn những người làm chủ thôi, làm quan to, có chức sắc lớn. Đó. Huynh đệ là có anh em trai không? Em trai cũng rất rực sáng luôn. Thất sát nằm tại ngọ, phi liềm hỏa tinh sau này cũng rất phát triển nhá. Cháu với máy điện thoại bé quá. Bây giờ lấy cái máy nào to to gọi chú đi nhá, thầy đi nhá. Nhanh lên. Alo. Alo. Ơi.
Alo. Dạ alo thầy ạ. Đấy. Con cháu này ạ. Thầy được. Nghe này rõ đấy, tốt lắm. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi, cung huynh đệ của cháu nhìn vào này là cậu em sau này cũng phát triển hoạch phát lắm nhá. Hai anh em được nhờ nhau và rất sau này là rất hợp nhau luôn. À thế ạ. Mỗi cậu là sau này cậu đấy đào hoa quá. Đào hoa quá. Cung phụ mẫu mà có phim Liêm Trinh nằm đây là cha mẹ cũng khá giả đây này. Cha mẹ, bố mẹ cháu thì bây giờ cũng bình thường rồi ạ. Chứ không thể gọi là khá giả. Thế sau này sẽ khá giả. Đúng rồi, sau này khá giả. Liêm Trinh là tốt mà. Cháu ít tuổi thôi, bố mẹ sau này còn tốt nữa. Dạ vâng ạ. Nhật Nguyệt đồng cung mà lại có Tần Triệt tốt, cha mẹ tốt. Và bố mẹ có ai làm giáo viên không? Không, bố mẹ cháu không làm giáo viên nhưng mà mẹ cháu bán hàng mã. À thế à. Dạ vâng ạ. Vậy thấy có tứ linh chiếu cùng mẹ được, tốt. Có lộc. Được đấy. Nhưng mỗi sau này chồng thì thiên lương hãm địa thì chồng hơi kém chút nhá. Cháu cùng chồng kém quá. Ừ, sau thiên lương hãm thì chồng sau này là phải làm cho gia đạo suy vong rồi mới phát lên được. Nên sẽ có một thời gian vợ chồng cháu sẽ sao? Dạ thầy. Sao? Thầy có thể nói rõ, nói lại cho cháu được không ạ? Cái chỗ cung chồng. Cung chồng có sao thiên lương hãm địa thì sẽ làm cho gia đạo suy vong một lần rồi mới phát lại được. Mà lại có sao thiên hình ở đấy là không có số đoàn tụ với nhau. Có địa không nhị hợp vào cung chồng nên là dễ bỏ nhau nhá. Cháu ấy. Dạ vâng ạ. Nha. Cung chồng dễ bỏ. Lại có hạn phá quân hãm địa 536. Như là muộn nhất 536 là vợ đồng chồng chia tay nhau nhá. 536 tuổi ạ. Cái nữa là về cung nô bộc của cháu thì bây giờ bạn bè chưa tốt với nhau lắm đâu, nhưng mà sau này sau 36 tuổi thì cháu sẽ tốt. Nhớ chưa? Cháu sẽ là người yêu một người nhưng rất sâu nặng nhưng không lấy được lại đi lấy người khác đấy, nhớ đấy. À thế ạ. Ừ. Vâng. Đấy. Năm bao nhiêu tuổi cháu lấy chồng rồi ạ? Trong lá số tử vi này thì 28 tuổi, 28, 29 tuổi mới lấy chồng. Cháu số muộn chồng lắm. Ừ. Muộn chồng. Chồng cháu thế nào ạ? Tính cách chồng cháu thế nào ạ? Khôn khéo, đẹp đẽ, trắng. Nhưng mà sau này phát lấy xong thì phát hiện ra không hợp nhau. Thế ạ? Ừ. Sau này anh ấy không được tốt lắm. Nên là hai người bỏ nhau, nhạt lắm. Vâng. Thế sao đấy có đi hút nữa không đấy? Thì khi mà bỏ rồi thì lại nhìn vào cung con thì thấy là hình như bạn này có tả phù hữu bật chiếu cung con. Nếu như mình không đi bước nữa thì chồng cũng sẽ đi bước nữa. À, vâng. Nhá, thấy có hai dòng con này, vâng. Phục binh chiếu vào này, tả phù chiếu vào cung con đấy. Con thì đứa nào cũng rất là tài, toàn thiên tài thôi. Vâng. Sau này con giỏi lắm, kiếm tiền cũng giỏi. À vâng, con giỏi nhưng mà nó có ngoan không đấy? Ngoan. Con giỏi ngoan. Dạ. Nhá. Ừ. Và cháu sau này cũng là người có chức sắc đấy. 26, 27, 28, 29. Những cái năm 27, 29 là những năm sẽ có chức sắc, quyền lực. 30 là làm trưởng phòng, trưởng thuyết gì đấy rồi. Học ngành gì? Cháu học kiểm toán ạ. Ồ, sau này thành công lắm nhá. À vâng, nhưng mà cháu kiểu như cháu không muốn chuyển nghề, cháu không muốn làm kiểm toán lâu dài. Thì nếu mà cháu chuyển nghề thì có được không ạ? Được. Ví dụ như là sau khi đi nước học, nước ngoài về học về rồi thì cháu sẽ chuyển nghề. Vâng. Cháu có số đi nước ngoài học đấy. Vâng, thế khoảng nếu mà cháu đi nước ngoài học thì năm nào cháu đi học được ạ? Năm nay cháu 24 tuổi. Năm nay 24 rồi à? Sao nào 25 tuổi. 25 26 khoảng 27 tuổi. 27 tuổi ạ. Ừ. Vâng ạ. 27 tuổi là đi được. Muộn nhất là 27 tuổi nhá. À thế ạ. Vâng ạ. Thầy ơi, năm 27 tuổi cháu đã thứ năm 27 tuổi cháu sang nước ngoài sau là đến năm 28, 29 là lấy chồng rồi, thế lấy chồng
ngoài luôn ạ. Ừ. Vì lấy chồng ở nước ngoài và vội vã nên là sau này mới hai đời chồng. Vâng. Hỏi cung nào nữa không nào? Sức khỏe thì dạ, sau 76 tuổi là rất kém, hay bị bệnh phổi, hay bị bệnh máu, vâng, máu huyết. Vâng. Nhưng mà bây giờ chưa sao? Vâng. Quan trọng nhất là cố gắng đi nước ngoài đi nhá, vì là số rồi. Dạ vâng. Bố mẹ cháu sức khỏe có tốt hay có hạn gì không ạ? Nhìn vào trong này chưa thấy hạn gì cả. Mẹ thì có hơi đau dạ dày tí tẹo, không vấn đề gì. À, mẹ cháu hay bị đau ở chỗ tim. Ờ, hơi bị đau tí tẹo cũng không quan trọng lắm, không sợ. Vâng. Nào hỏi gì nữa không nào, thầy đang bận khách nữa này. Cháu muốn hỏi một cái nữa là kiểu như là cháu thấy là chi của cháu ấy thì con gái ai cũng khổ về chuyện chồng con, nhưng mà chưa có cách nào để hóa giải cả. Cháu đang ở đâu? Ở Thái Bình ạ. Thái Bình à, hôm nào lên Hà Nội chỉ cho cách nhá. Vâng. Việc đấy nó liên quan đến dòng họ và đâm ý. Vâng. Thì mới gặp trực tiếp thầy nhá. Dạ vâng. Với lại có một vấn đề nữa là khoảng 1-2 tuần trước, lúc mà cháu nằm ngủ ấy ạ, thì lúc cháu chưa ngủ nhưng mà cháu bóng thấy à? Có một bàn tay đúng rồi. Sau lưng chẳng. Đúng rồi, vì cháu có tiền duyên mà, cô thần quả tú chiếu mệnh mà nhá. Dạ. Bóng người âm nam theo. Thế bàn tay chạm vào lưng đấy là tiền duyên đúng không ạ? Đúng thế rồi. Cháu thấy trước mắt cháu sáng, bé sáng không? Đúng rồi, tiền duyên theo nhá. Vì mệnh có quả tú mà, cô thần quả tú tại mệnh như này. Hôm nào giải tiền duyên đi, hôm nào giải tiền duyên đi thì tình duyên mới thuận lợi được. Thế giải tiền duyên thì phải như thế nào được ạ? Thì phải mời họ lên nói chuyện với họ, xong rồi cầu siêu cho họ. Vâng. Thế nhá, để thầy xem vì có mấy người đang đợi thầy rồi nhá. Vâng ạ. Có gì thì cứ liên lạc, có gì thì liên lạc qua điện thoại với anh Thắng nhá. À vâng ạ. Rồi. À thầy ơi, thì hôm nay thầy xem xong là thầy có thể gửi cho cháu lại không ạ? Có chứ. Thầy có cái hình lại đúng không ạ? Có nhá. Vâng ạ. Rồi, xin chào. Cảm ơn, cháu ạ. Cháu chào thầy. Ừ.